chiều nay ngày 17 tháng 8, ông Nguyễn Minh Cảnh, phó chủ tịch của ban dân tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xã giao bà Cao Xuân Thu Dân, phó chủ tịch ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Bà Cao Xuân Thu Dân đề nghị lãnh đạo của ban dân tỉnh quan tâm hỗ trợ có cơ chế giao dịch đặt hàng cho hội nông dân, trung tâm hỗ trợ nông dân nhiều hơn, nhất là những việc khó, quan tâm một số hoạt động phát triển kinh tế cho nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm ô cớp, có giải pháp gắn kết tiêu thụ hàng hóa cho nông dân thông qua việc đẩy mạnh cơ chế phối hợp giữa hội nông dân với các sở ngành tỉnh. Bà Bà cao Xuân Thu Dân cũng đề nghị Ủy ban nhân tỉnh tích cực hỗ trợ hội trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình làm kinh tế trong nông dân, hỗ trợ tập quấn nâng cao trình độ năng lực quản trị, một trong những kỹ năng quan trọng mà nông dân đang thiếu. Đánh giá cao vai trò và hoạt động của hội nông dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đồng tình với những đề xuất của bà Cao Xuân Thu Dân. Riêng việc thành lập trung tâm hỗ trợ nông dân, Ủy ban nhân tỉnh đã có chủ trương giao đất cho hội nông dân tỉnh đầu tư, tuy nhiên cũng đề nghị hội quan tâm tính toán hiệu quả hoạt động khi đầu tư xây dựng trung tâm này về phát triển sản phẩm ô cớp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nhận nhận việc triển khai thực hiện số lượng sản phẩm được công nhận có chậm hơn nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, định hướng của tỉnh là tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm có chứng nhận ô cớp và sản phẩm chưa có chứng nhận, hướng tới phát triển sản phẩm chất lượng, từ đó kết nối phát triển thị trường bền vững cho các sản phẩm ô cớp của nông dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cũng cho biết, Bến Tre có đặc thù là đất sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún, vì vậy tỉnh luôn định hướng nông dân phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất. Để làm được việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đề nghị hội nông dân phát huy vai trò của mình tiếp tục đồng hành cùng ủy ban nhân tỉnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện theo các chủ trương chung của tỉnh phát huy vai trò của tam nông trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.